Anh à, đi ra đây, nhà người ta anh vô trong nhà nằm đi được không được? Anh đi ra đây, mời anh đi ra. Bị bắt thổi nồng độ cồn, ông chú chạy vào nhà dân, bỏ màn nằm coi điện thoại khiến chủ nhà lú như con cú. Theo đó, vào những ngày cuối cùng của năm, một người đàn ông đã chén chú chén anh trong bữa tiệc tất niên rồi quay trở về nhà khi bầu trời đã tối đen. Thấy cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn, ông chú đã bật chế độ điệu hổ ly sơn nhằm đánh lạc hướng công an bằng cách phi thẳng vào nhà của người dân gần đó, chạy thẳng lên tận lầu 2 rồi leo lên giường, bỏ màn chống mũi rồi nằm lướt điện thoại một cách vô cùng tự nhiên như ở nhà mình. Anh à, đi ra đây, nhà người ta anh vô trong nhà nằm đi được không được? Anh đi ra đây, mời anh đi ra. Anh ra đây, đây, ra đây. Nhà người ta anh vô đây nằm đi ra đây. Hả? À? Rồi người ta mập một cái gì anh chưa ai chưa ra nhìn anh, mời anh đi ra đây. Đi ra đây. Đi ra đây. Mời anh đi ra đây. Anh lại mà anh. Đi ra đây. Điều khiển xe bỏ chạy. Không biết phải chạy về đi chứ. Đi đâu? Khi nào? Tôi có nói anh không đi đâu đâu. Nghe người ta anh vô mật mà cái gì mà làm? Thế uống một bên. Dạ thuốc. Dạ sao rồi? Đây là điều khiển xe đi về mổ. Dạ lắm. Về nhà anh mổ. Đây là tổ mới. Tổ mới thị trấn à? Tức là đi điều khiển xe máy biển mấy? Dạ. Biển xe của anh mấy? Đúng rồi, em cũng mua lại. Xe quấy nhỉ? Thế sao là... Em mua rồi lên. Đi trên Thạch Thành thế à? Mặc dù màn đánh lạc hướng của ông chú là có đầu tư và đầy liều lĩnh, bởi nếu không may chủ nhà tưởng là trộm thì không khéo lại oan mạng. Tuy nhiên chừng đó vẫn không qua mắt được của lực lượng chức năng. Và cái kết khiến ông chú trừ đi cơ số tiền trong tài khoản. Còn chưa kể bị chủ nhà kiện vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.